Hello anh em nha, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Đức Nhà Nông Vlog. Nay được có dịp đi tham quan Đại gia Hải Dương nhé. Quay cho anh em xem dàn siêu xe của Đại gia Hải Dương. Porsche 29A 346. BMW 29A 946. Anh em nào thích con nào thì cứ việc nhấc nhá. 30A 348 mẹc. Thêm em mẹc nữa đây. 30A 248. Bentley Tư giá 34A 0 48. Đây lại thêm một em siêu xe 43 5 49. Porsche 29A 5 48. Porsche 29A 1 48. Rồi rồi. Phantom 29A 0 48. Toàn 8 rồi. Dàn G 30A 0 48. Lexus. Em này là xấu nhất trong hội. 29A 247. Em chỉnh ngưỡng xe, dàn xe dắt vàng nha. Đại gia Hải Dương. Dàn siêu xe. Quá cẳng luôn. Đây, anh em nào có nhu cầu thích em nào thì cứ alo em. Em kỷ niệm anh em con. Úi xe này bồng chóng mặt. Đây là hậu chi vui với em các bạn. Anh em thấy dàn siêu xe của Đại gia Hải Dương ác liệt không? Toàn bộ sát vàng anh em nhé, rất đẳng cấp. Đây là khuôn viên. Khuôn viên nhà và công viên cho trẻ em chơi. Anh em mình cùng vào review nhé. Ấy cha cha, chú đi nhà chị. Biệt thự. Ấy cha. Cá thật gì nhỉ? Cá thật luôn ý, tớ cá giá. Mình tưởng cá giá không? Cá thật rồi. Cá thật nha. Toàn thú cưng nha. Đây cá thật nha. Nào. Ta thử chụp với anh nữa. Cá thật luôn các bạn nha. Đang ngớp này. Cái tầng tầng cá cá ui có hải tượng to không. Ừ, hải tượng này đẳng cấp đấy. Con hải tượng to như ai chà to không đẳng cấp đấy.
bán cá nha anh em nha. Kìa trông con kìa. Này nhà anh ăn cá đi xuống. Em đứng bắt con cá lên ngoài ra nước cái. Cái này cho cái đó thì nó từ từ cá xả ra. Ăn được cái sợi tay nha. To luôn. Hôm nay được ngày nghỉ đi xả stress đi anh ạ. To không? To hơn cái đứa trẻ con. Đây hồ bơi. Nếu mà để đánh giá thì đây là điểm du lịch đẳng cấp nhất Hải Dương tới thời điểm bây giờ. Hồ bơi nha anh em. Đại gia khác như công viên nhá nhỉ, rộng thật đấy, đi bộ mái chân. Và phun nước hồ cá quay nhé. Ây chà chà, vườn viên quá đẹp. Đầu tư quá ác liệt. Các quay nhé. Như chốn Bồng Lai chưa? Đại gia có khác, có tiền có quyền làm gì cũng được. Trời trời, đẳng cấp luôn đấy. Đấy chà, cái vườn này, vườn cây này nó cũng hơi bị lắm của đấy anh em nhé. Cây này là cây gì ấy nhỉ? Trông rộng lắm anh. Dạ, công nhận. Công viên luôn đấy. À chà, đi bộ mỏi chân luôn đấy. Đây là gì đây? Con công bố. À, đây chuồng công. Chuồng công nha anh em nha. Con này con đà điếu. Công gì? Đây công. Con kia con gì đấy chứ? Có phải con công đâu? Gà lôi. Đầy đủ cho trẻ con vui chơi tham quan nhé. Nhé. Các thể loại. Đẹp. Ôi, kia chú đẹp nhỉ? Ôi, chắc không? Kia đâu rồi? Alibaba, nhìn chào chú xí, Calica. Ôi, chắc không? Mua. Đi cũng mỏi chân đấy.
đầu tư được cái dàn cây này cũng ác liệt, thì chưa kể cơ sở vật chất rồi đèn rồi khu du lịch tham quan được. Nếu mà khu này chắc chắn là nhất Hải Dương, không không khu nào đấu lại được khu này, quá đẳng cấp luôn. Ấy chà, xa đi ngoài mấy chân đấy. Đẹp phết anh em. Nếu đến thì Hải Dương thì khả năng đây là một điểm du lịch khá là ok anh em nhé. Vẫn đang xây dựng thêm công trình gì kia, lâu đài. Đẹp. Ây chà, tổng đầu tư dàn cây này cũng ác đẹp đấy. Đèn đóm sang như cung điện này. Có cái gì ấy? Cái mấy dạo mà chỉ Chị Thăng. Chị Thăng. Cung điện. À, review cung điện tí. Công trình quá đồ sộ luôn. Cung điện giữa hồ nha. Cung điện giữa hồ luôn anh ạ. Đèn răng khắp nơi sáng như ban ngày. Này là phun đồng, mạ đồng. Đi mỏi chân luôn. Khu đồi nhân tạo. Đi, đi thôi. Chúng mình đi thôi. Đi vòng quanh. Rộng nhỉ. À đây đâu phải là cung điện, đây là gọi là du thuyền. Nói các bạn, đây là du thuyền. Đầu tiên nhìn ở đầu kia cứ tưởng cung điện nhưng không phải, đây là du thuyền nhé. Trang bị đầy đủ. Du thuyền, máy bay, trực thăng, dàn siêu xe. Em view đẹp không? Quá đẳng cấp. Xinh rồi. Con ơi. Hôm nay nhà em là Chuột ơi. Hậu Covid đây. À hậu. Nói chung là đây là điểm du lịch khá ok anh em nhé. Ai đến Hải Dương mà không xuống đây thì quá phí. Quá đáng tiếc. Mai vòm. Đẹp, công nhận. Kia là xem cái chuồng gì kia kìa. Ra xem chuồng gì kia. Rất em con. Đấy. Có cả thuyền cho anh em chơi nhé. Bọn kia nó đang nghịch thuyền. Đây, chuồng gì đây? À đây thì vẫn chuồng chim như ôi, con ngồi đây thật tí. Kiểu này.
gà lôi này, rồi chim chỉ này, gà lôi, vẹt này, rất đẹp đi, gà lôi, đấy, cù gáy, sáo. Chung là ok. Khu này mới mở nha anh em nhé, mới mở cách đây vài ngày thôi anh em. Tối mà ra cho trẻ con ra đây chơi thì quá ok. Mèo lui ra đây. Mày không nhíu con chim này à? Hả? Nó quặp vào thì chúng không may nó mổ vào mắt của bọn này, nó biết cái gì đâu. Trẻ con chạy đấy chim đi chuột khí đây nha, hiểu không? Con này ác của nó đấy, con này huấn luyện bắt chuột cỡ đấy. Bọn đây nó mổ mắt, con này nó bay nó mổ mắt. Mày có nhìn con gì đấy không? Đằng kia nó kìa. Nói chung là mỏi chân lắm anh em ạ. Đi hết cái khu này mỏi chân lắm. Rồi chào anh em, hẹn gặp lại anh em video lần sau nhé. Chúc anh em buổi tối vui vẻ.